Hà Nội mang trong mình những hoài niệm cổ với các di tích lịch sử gắn bó theo thời gian, những công trình kiến trúc xa xưa được lưu truyền. Tọa lạc giữa trung tâm nội đô lịch sử của Hà Nội, tiếp giáp với trục đường Láng Hạ Nguyễn Chí Thanh, trung tâm tài chính kinh tế lớn nhất của thủ đô, tại số 25 Vũ Ngọc Phan, La Casa Villa, kết nối nhanh với những tiện ích hoàn hảo như ngân hàng, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, khách sạn lớn, là dự án hấp dẫn nhất, được mong chờ nhất của năm. Giữa thủ đô hoa lệ đông đúc, La Casa Villa nổi lên như một ốc đảo xanh giữa lòng thành phố, tiếp nối cảm hứng từ khu vườn ở Malaga, Tây Ban Nha. Mekong Invest và Eden Landscape đã tạo ra một khu vườn địa đàng với bốn mùa nở hoa kết trái, khiến ngôi nhà của bạn là nơi nghỉ ngơi thư giãn lý tưởng. Một không gian xanh trong lành để cảm nhận bình yên giữa những hối hả của cuộc sống. Một nơi tuyệt vời để từng thành viên trong gia đình trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Một ngôi nhà ấm cúng là mơ ước của tất cả chúng ta. Công nghệ tiên tiến bậc nhất với hệ thống tạo mưa nhân tạo, điều hòa thời tiết khi nắng nóng, giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn không gian nghỉ dưỡng xanh tinh khiết đến từng hơi thở. Với ý tưởng không gian nội thất để mở là cánh cửa cho khách hàng thỏa sức sáng tạo, không gian sống tiếp xúc tối đa với thiên nhiên sẽ luôn giúp bạn được hòa mình vào giá trị của cuộc sống tận hưởng. Mỗi một biệt thự tại La Casa Villa đều có ba mặt thoáng để đón ánh nắng, đón gió và luôn luôn tràn ngập cảnh quan thiên nhiên tuyệt hảo. Nơi được mệnh danh là thiên đường của an cư, mỗi ngôi nhà đều có một phòng đa năng để thư giãn hoặc làm phòng giải trí, giúp bạn dịu đi những tất bật của cuộc sống, thả trôi hết những lo toan đời thường. Mỗi biệt thự đều có bể bơi riêng trên tầng thượng, tạo nên cảnh quan tinh tế, hài hòa, giúp cư dân tận hưởng không gian nghỉ dưỡng như resort 5 sao ngay tại nhà. Tại La Casa Villa, mỗi ngôi nhà đều được hoàn thiện mặt ngoài với vật liệu nhập ngoại chất lượng tiêu chuẩn châu Âu. 9 căn liền kề shop house mặt phố được thiết kế dưới dạng nhà phố thương mại, tầng dưới sử dụng để kinh doanh, các tầng trên phục vụ nhu cầu để ở. Các căn nhà liền kề mặt phố là cơ hội vàng cho mọi ý tưởng kinh doanh, mang lại cho chủ nhân những giá trị gia tăng hoàn hảo. La Casa Villa là dự án đầu tiên tại Hà Nội đưa toàn bộ giao thông cơ giới xuống tầng hầm. Dự án được đầu tư công phu từ ý tưởng cảnh quan toàn diện, tận dụng nhiều vị trí lấy sáng tự nhiên để trồng cây, biến lòng đất thành con đường ngập tràn ánh nắng và cỏ hoa, dẫn lối xe vào sảnh riêng của từng nhà. Với lợi thế diện tích trên 7.000 m², mỗi ngôi nhà đều có ít nhất 2 chỗ đỗ xe ô tô ngay dưới hầm nhà mình. Công nghệ nước sạch uống tại vòi, camera toàn khu, bảo vệ thường trực 24/24 và những nghệ nhân chăm sóc vườn cây hàng đầu sẽ đem lại không gian cảnh quan trong lành, tuyệt đẹp và sự an toàn riêng tư tuyệt đối cho các cư dân sinh sống tại La Casa Villa. Hệ thống vườn đa dạng được thiết kế phong phú thông minh như khu vườn bốn mùa, đảo cây xanh, khu vui chơi trẻ em, thác nước xuyên hầm, vườn tâm tình, vườn nướng BBQ ngoài trời, vườn treo Babylon. Trong không gian sống trong lành, những con đường thông thoáng và những ngôi nhà đồng điệu cùng cảnh sắc thiên nhiên hữu tình nhưng vẫn nổi bật những nét cá tính riêng. Mỗi giây phút trải nghiệm tại La Casa Villa đều tuyệt vời như một giai điệu đẹp của cuộc sống. Hệ thống chiếu sáng buổi tối tại đây càng làm cho không gian trở nên tuyệt đẹp hơn. Cảm xúc dâng trào nơi không gian lãng mạn, nơi lý tưởng cho gia đình hạnh phúc, nơi tiếp nối cho mọi cảm xúc thăng hoa. Tại La Casa Villa đều có những khoảnh khắc thật đặc biệt. Bước đột phá từ ý tưởng cuộc sống xa hoa, bước đột phá từ ý tưởng ngôi nhà tinh tế sang trọng. La Casa Villa xứng tầm đẳng cấp.